No, 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 no. Ấn tượng, quá xuất sắc và quá hay, quá đẹp luôn. Chào Phạm Lịch. Cảm ơn các bạn dancer rất là nhiều. Lần trước khi mà bấm chọn chúng nhân vật này thì Phạm Lịch hơi lo lắng. Ngày hôm nay sau khi biểu diễn còn lo lắng nữa không? Hay là cảm thấy đã rồi? Nếu mà nói là đã thì không bao giờ đã được. Giống như là bản thân mình lúc nào mình biết là mình sẽ kiểu còn sai sót ở đâu á. Nếu mà có cơ hội ấy, thì mình sẽ còn làm tốt hơn nữa. Để biết rõ về những cái thiếu sót mà như Phạm Lịch mới chia sẻ thì chắc là phải nhờ đến sự giúp đỡ cũng như là góp ý từ phía ban giám khảo và chị Miu. Không biết là cảm xúc của chị như thế nào khi mà xem Phạm Lịch hóa thân trong tiết mục lần này ạ? Chắc chắn rằng là bài thi này không thể làm khó một vũ công, vì đây là một cái biên đạo gần như là đã đi vào kinh điển. Cái mà khiến cho chị Miu ngồi dưới này cồn cào, thiếu.
đó là nụ cười bất hủ của Marilyn. Marilyn yêu tất cả mọi thứ xung quanh cô ấy. Khi mà cô ấy nói chuyện với mấy bạn gái, mấy cưng à, hột xoàn đồ này nọ là bạn bè thân hữu nhất của chị em mình đó nha. Xong rồi quay qua giặt mặt, mấy anh à, tụi em không có bạn, chỉ có hột xoàn mà thôi đó à nha. Mà cô nói bất cả mọi thứ với một nụ cười. Và cái nụ cười đó khiến cho Marilyn đi đến đâu được người ta yêu đến đó. Còn đây chị rất hiểu luôn. Vừa phải nhớ vũ đạo nè, vừa phải coi chừng cái thảm này nó móc vô cái giò nè, vừa phải hát vừa phải lấy lời. Nhưng mà khi bạn ngân những cái nốt cuối, ví dụ như cái no đầu tiên hay là cái câu cuối cùng, khi bạn không phải chuyển động nữa, thì lúc đó mình nghe cái rung ngân trong trẻo của Marilyn Monroe ngày xưa. Chỉ tiếc rằng là đúng là rất khó, một tuần vừa nhảy múa vừa hát hụt hơi, nhưng mà đúng là không dễ. Đó là một fashion icon, đó là một biểu tượng rồi, đúng là không dễ. Cảm ơn giám khảo Trác Thi Miu. Xin mời giám khảo Mỹ Linh ạ. Chị cảm thấy là vũ đạo tốt mà đến ngày hôm nay em hát càng ngày càng tốt lên. Chị nghĩ là em đã cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên là cái tiết mục này nó vẫn cứ thiếu cái gì đó. Và chị chưa biết là thiếu cái gì cho đến khi chị Miu xác nhận là thiếu cái nụ cười. Cái này là cái khó nhất. Bởi vì bản thân Phạm Lịch là một cô gái hoàn toàn ngược lại. Chân phương, dễ thương và hồn hậu. Mà Lịch không phải là một diễn viên thì là rất khó. Nên là chị vẫn rất là khen tiết mục này ở phần vũ đạo cũng như là phần cố gắng đã biểu diễn hát tốt của em. Còn về cái phần nhập vai vào Marilyn Monroe thì đúng là còn thiếu. Cái điều mà khó mà như là chị Miu và chị Mỹ Linh nói là trong tiết mục này là thiếu là bởi vì sao? Theo anh nghĩ nha, nếu như ngoài đời thật là một người mà ham mê vật chất thì có khi người ta sẽ thể hiện cái điều đó một cách nó quá thực dụng và mình sẽ cảm thấy nó hơi khó chịu. Nhưng mà khi một người phụ nữ đẹp và cô ấy lại rất là hồn nhiên như một chú mèo con, thích nhõng nhẽo như một con nai tơ ngơ ngác, thích mấy thứ lấp lánh ơi, thích mấy thứ lấp lánh, nói ra cái điều đó một cách nó hồn nhiên thì người ta lại cảm thấy rằng cái cô gái này đáng yêu vô cùng. Cho nên nó khó là như vậy. Cho nên là em phải diễn tả làm sao vẫn thấy cái sự trong trẻo hồn nhiên đáng yêu nhưng mà lại nó vô cùng thực tế. Thì cái đó là không phải diễn viên nào cũng có thể làm để được cái điều đó. Nhất là khi chúng ta chỉ có một tuần lễ để chúng ta nhập vai vào cái nhân vật quá khó này. Vì vậy anh cũng có thể hiểu được tại sao trong cái tiết mục này của em nó vẫn còn bị thiếu cái điều đó. Còn về cái tạo hình hay là về cái bài hát thì anh biết rằng em đã rất là cố gắng để có thể tạo được một cái tiết mục như ngày hôm nay, như chúng ta đang xem. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn bạn giám khảo rất là nhiều. Thật ra nha, đối với cá nhân Duy Khánh thì Duy Khánh nghĩ là giá như mà các thí sinh ở đây khi mà bấm chọn được các nhân vật rồi sau đó được lắng nghe những cái lời tư vấn từ ba vị ban giám khảo trước thì có phải là những tiết mục của cả 6 thí sinh đều rất hoàn chỉnh, hoàn mỹ không ạ? Thế thì chúng tôi phải nhức đầu lên 50.000 lần. Đó, ban tổ chức cho em xin thêm đầu lương làm huấn luyện viên luôn. Quá hợp lý, quá hợp lý.